Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Trùng Khống. Tập 53. Chương 521, Thủy Tinh Ngư đẻ trứng. Ở thành Huyền Vũ, tầng cao nhất trên khu vực trung ương, thư phòng trong cung điện. Thật không nghĩ tới, ta còn có tài năng thiết kế trang phục. Mục Lương thả xuống bút chì trong tay, nhìn bản vẽ thiết kế thời trang vừa hoàn tất, càng nhìn càng hài lòng. Anh vẽ trang phục diễn xuất cho các diễn viên vở kịch Công Chúa Bạch Tuyết. Đương nhiên, những bộ quần áo diễn xuất này sẽ được cải tiến đơn giản hơn, cũng có thể sản xuất số lượng lớn, tiếp theo đặt trong cửa hàng thời trang sắp khai trương ở phố buôn bán ra ngoài. Đến lúc đó có vở kịch cọ nhiệt, các trang phục này rất dễ bán ra ngoài. Giống hiệu ứng người nổi tiếng ở địa cầu, những ngôi sao đang hot, các sản phẩm của họ đều sẽ bán được rất tốt. Xem ra cần phải tìm cách nâng cao chất lượng kịch bản Công Chúa Bạch Tuyết. Mục Lương đặt bản thảo thiết kế trong tay xuống bàn làm việc. Chỉ có chất lượng kịch bản được nâng cấp, nguồn năng lượng mới sẽ không ngừng hấp dẫn người xem kịch bản. Đồng thời cũng có thể lôi kéo lượng tiêu thụ sách vở kịch này, còn có kiểu trang phục, kiểu giày. Mục Lương nghĩ đến có chút xuất thần, những suy nghĩ này nếu như đều có thể thực hiện, vậy có thể kiếm được rất nhiều tinh thạch hung thú. Anh lấy lại tinh thần cầm bút lên, lại vẽ thêm mấy bộ trang phục, cửa hàng thời trang cũng không thể chỉ có mấy kiểu trang phục. Sau một tiếng, Mục Lương sửa xong bản vẽ thiết kế, gấp lại đặt trên mặt bàn. Cót két, cửa thư phòng bị đẩy ra, Hy Bối Kỳ ló đầu vào. Hôm nay, ngươi không tham gia huấn luyện à? Mục Lương ngước mắt mỉm cười nói, buổi chiều mới bắt đầu huấn luyện. Hy Bối Kỳ hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi tới bên cạnh anh. Cơ thể của Mục Lương lùi ra sau, 10 ngón tay giao nhau đặt trên mặt bàn. Anh dùng chất giọng ấm áp hỏi, cho nên, tìm ta có chuyện gì? Hy Bối Kỳ chớp chớp con mắt màu vàng óng, nhỏ giọng hỏi, ta muốn hỏi một chút, chuyến bay Huyền Vũ đợt sau, ta có thể cùng đi không? Còn có 2 ngày, máy bay sẽ lại cất cánh lần nữa, lần này sẽ bay về hướng thành Phi Điểu, xa hơn thành Thánh Dương. Có thể, Mục Lương gật đầu, lại đổi chủ đề hỏi, nhưng người ốc đảo chắc sắp đến, ngươi không muốn gặp mẹ à à? Anh tính thời gian một chút, trước khi đến thành tương lai, người ốc đảo chắc sẽ đến thành Huyền Vũ. Hy Bối Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó, cô lắc đầu hồn nhiên nói, không có việc gì, lần này, trước khi mẹ Á rời đi, ta cũng đã trở về. Ừ, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai theo Phi Nhan bay đi. Mục Lương gật đầu nói, hi hi, không có vấn đề. Con mắt màu vàng óng của Hy Bối Kỳ tỏa sáng lấp lánh, quơ quơ tay nhỏ, vậy ta đi trước. Ừ, đi đi. Mục Lương mỉm cười, thiếu nữ ma cà rồng nhún nhảy một cái rời đi, trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Mục Lương đứng lên, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, nhìn những người khác đang làm cái gì. Anh rời khỏi phòng, làm việc, cất bước đi tới sảnh chính. Tiểu Mật đang lau sàn nhà, từng xó xỉnh trong cung điện. Cô bé thấy Mục Lương đi ra, vội vàng ngoan ngoãn hành lễ, đại nhân Mục Lương. Chỉ một mình ngươi, Mục Lương thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Lan theo đại nhân Thấm Lan đến trường thị sát. Tiểu Mật đứng thẳng người, ôn nhu nói, ba phù đang ở phía sau hoa viên, xử lý nhóm hung thú vua sói mặt trăng mang về. Còn Mễ Nặc ở nơi nào? Mục Lương lại hỏi. Từ khi dùng xong bữa sáng, anh cũng không có thấy qua cô gái tai thỏ. Tiểu Mật đưa tay chỉ về hướng hậu hoa viên, tiểu thư Mễ Nặc cũng ở hậu hoa viên, đang luyện tập thổi sáo. Mục Lương gật đầu, cất bước đi về phía sau hoa viên. Hậu hoa viên, ba phù đang dùng sức lấy ra lớp da hung thú. Đây là một con hung thú có 4 cái sừng, bộ dáng giống châu đực Bắc Phi ở địa cầu, chỉ là đỉnh đầu nhiều thêm một cặp sừng. Chiều dài cơ thể của nó tận 5 mét, 4 chân cường tráng có cơ bắp, là một hung thú cấp 5. Khuôn mặt của ba phù nghiêm túc, một chân dẫm ở trên thi thể, tay nhỏ lột ra da thú. Cần giúp một tay không? Âm thanh bình thản của Mục Lương vang lên sau lưng tiểu hầu gái. Đại nhân Mục Lương, ba phù bị dọa sợ nhảy lên một cái, suýt chút nữa đã không đứng vững. Cô bé quay người lại, lấy bàn tay cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ, vội vàng nói, đại nhân Mục Lương, ta có thể tự làm. Ừm,
Lông mày của Mục Lương nhướng lên, hỏi, đây là hung thú gì? Bẩm đại nhân, đây là trâu bốn sừng. Ba phù nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết? Mục Lương kinh ngạc nói. Ba phù ngước mắt vụng trộm nhìn về phía Mục Lương, lại cúi đầu, bẩm đại nhân, đây là kiến thức đại nhân Thấm Lan dạy cho chúng ta. Ra là như vậy. Mục Lương lập tức hiểu ra. Tiếp tục làm đi. Anh khẽ nâng cằm lên, nhàn nhạt nói, sau khi lột xong lớp da thú này, ủ trong tro than một ngày một đêm, tiếp theo xử lý sạch sẽ lại đưa đến phòng làm việc cho ta. Tấm da trâu này anh chuẩn bị dùng để làm trống, cho nên cần xử lý sạch sẽ. Trống có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều loại công dụng. Mục Lương muốn làm hai loại trống, một loại là trống cơm chính là một loại nhạc cụ dùng để gõ, có thể bỏ vào trong đội nhạc. Loại thứ hai là trống trận, có thể dùng trong chiến tranh, có tác dụng khích lệ sĩ khí đội quân. Trống trận còn có thể dùng để đả kích tinh thần kẻ địch, xua đuổi hung thú với truyền lại tin tức. Trong đầu của Mục Lương đã có ý tưởng làm sao có thể biến trống trận thành linh khí, cùng với đủ loại công dụng của nó. Anh đã từng trải qua thời sinh viên, từng làm lính đặc chủng, hiểu rõ rất sâu về kiến thức lịch sử cổ đại kiếp trước, trống trận có rất nhiều công dụng. Vâng, ba phù nhu thuận đáp lại. Mục Lương căn dặn một câu, đúng rồi, sau này, khi đàn sói mang trâu bốn sừng về, những lớp da được tách ra cũng cần phải xử lý như thế. Anh vừa mới thông qua tâm linh, ý niệm trao đổi với vua sói mặt trăng, nó bảo nơi của nó còn có rất nhiều loài động vật này, cố ý dặn lúc bọn chúng ăn thịt, không nên làm rách te tua lớp da. Vâng, ba phù ngoan ngoãn gật đầu, cô quyết định chờ Tiểu Lan trở về, cùng nhau đi đến nơi ở của vua sói mặt trăng, chính là vườn trái cây. Tiểu hầu gái có chút sợ vua sói, mỗi lần đều phải hai người đi chung mới an tâm. Tiểu Nặc đâu? Mục Lương lỗ tai giật giật, không nghe thấy tiếng Tiêu. Tiểu thư Mễ Nặc ở bên hồ, ba phù đưa tay chỉ về hướng nguồn nước. Mục Lương gật đầu, cất bước đi về phía hồ nước. Sau 5 phút, anh ở bên hồ tìm được thiếu nữ tai thỏ. Mễ Nặc đang ôm Trường Tiêu ngủ thiếp trên tảng đá lớn bên hồ, bên cạnh còn đặt một cái guitar. Tại sao lại ở chỗ này ngủ? Mục Lương thả nhẹ bước chân, đi tới bên cạnh cô gái tai thỏ. Anh cúi người, quan sát dung mạo thiếu nữ đang ngủ say. Lông mi thon dài màu xanh nước biển của cô gái tai thỏ hơi run run, không biết nằm mơ thấy cái gì, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, lại mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn dáng vẻ này là tối hôm qua ngủ không sao. Mục Lương ngồi xuống bên cạnh, yên tĩnh ngắm thiếu nữ tai thỏ bên cạnh. Ào ào. Trước mặt hồ nước chợt nổi lên bọt nước, thủy tinh ngư lộ ra cái đầu, sau đó một chuỗi bọt nước bay lên, tung tóe bắn về phía anh. Đây là thủy tinh ngư đang chào hỏi với anh. Chương 522, tuyển diễn viên. Mục Lương vung tay lên, khống chế giọt nước đang bắn tới, một lần nữa rơi vào trong hồ. Anh tức giận cười nói, ngoan, chớ quấy rầy Mễ Nặc ngủ. Ào ào. Thủy tinh ngư phun bong bóng, mặt hồ bay lên từng bong bóng bằng nước, số lượng rất nhanh đã hơn 100 cái. Trong mỗi quả cầu nước, đều có một trứng cá màu xanh nước biển cỡ quả đấm, còn mơ hồ có thể nhìn thấy cá con bên trong, đang nhẹ nhàng uốn éo thân thể. Đẻ trứng, con mắt màu đen của Mục Lương sáng lên. Trong lòng anh sinh ra chấn động, đưa tay ra bắt lấy một quả cầu có trứng cá nắm trong tay, cảm nhận thủy tinh ngư con đang nhúc nhích bên trong. Ao ao. Thủy tinh ngư cấp 8 truyền lại tin tức, khẳng định lại suy đoán của Mục Lương. Quá tốt rồi. Mục Lương hưng phấn lên. Anh chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ trên 100 con thủy tinh ngư trong tay, nếu lộ ra sẽ làm cho các tòa thành lớn khác đỏ mắt. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc tốt những trứng cá này. Mục Lương liền đút cho thủy tinh ngư 100 điểm tiến hóa, đây là anh cố ý ban thưởng khích lệ nó. Ao ao. Thủy tinh ngư vui sướng nhảy lên quay một vòng, sau đó thu tất cả trứng cá lơ lửng trở về trong nước. Thành Huyền Vũ, bảng thông báo trên quảng trường khu ngoại thành có dán thông báo mới. Nhân viên dán thông báo vừa rời đi, ngay lập tức người dân đã đi tới, đọc nội dung thông báo. Viện ca kịch chiêu mộ diễn viên, nếu như ngươi có thiên phú biểu diễn, có thể tới tòa nhà số 2 trên đường Đinh Thứ Hai tham gia phỏng vấn. Nếu như trúng tuyển, tiền lương, mỗi tháng là từ 100 đến 120 đồng, mỗi tháng có 4 ngày nghỉ luân phiên nhau. Tân Ni khẽ nhếch môi lên, nhìn mấy dòng chữ trên thông báo, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Tiền lương với đãi ngộ coi như không tệ, cô có hơi động lòng. Năm nay, cô chỉ mới 22 tuổi, cao 1m7, mặt trái xoan,
mũi nhỏ cao, là một người bình thường có mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Đã từng là nô lệ của Thành Vạn Lý, sau này vì hung thú công thành, cuối cùng được Thành Huyền Vũ tiếp thu. Ta đi thử xem. Tân Đi quyết định, tiền lương 100 đến 120 đồng thực sự rất mê người. Phải biết, bây giờ, cô đang làm việc ở siêu thị, tiền lương mỗi tháng chỉ có 80 đồng Huyền Vũ. Tân Đi chen qua đám người, bước nhanh chạy về hướng khu dân cư. Cô tìm hai vòng trên quảng trường nhỏ, mới tìm được đường đinh thứ hai, bắt đầu tìm tòa nhà số 2. 15 phút sau, chắc là nơi này, Tân Đi dừng bước lại, trợn to con mắt màu nâu nhìn biển nhắc nhở cạnh cửa. Nơi viện ca kịch phỏng vấn, cô đi lên trước, bước vào trong cửa, tò mò đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Lầu 1 là một đại sảnh, có hai căn phòng hai bên. Trong đại sảnh là một quầy hàng hình tròn có đường kính 3 mét, có nhân viên đang chào đón người tới phỏng vấn. Người đến phỏng vấn không ít, Tân Đi có chút khẩn trương, bàn tay trong lòng bắt đầu chảy mồ hôi. Trước quầy, đã có 7-8 người đang đứng, vùi đầu cầm bút than viết cái gì. Nhân viên đăng ký nhìn thấy Tân Ni, đi lên trước hỏi ý, chào ngươi là tới phỏng vấn sao? Đúng vậy, Tân Ni đứng thẳng người, muốn thể hiện bản thân rất tự tin. Tốt, mời đi theo ta. Nhân viên đưa tay ra hiệu. Tân Ni nở ra một nụ cười, đi theo nhân viên đăng ký tới trước quầy. Nhân viên lấy giấy bút ra, đặt trước mặt thiếu nữ tóc nâu, tiểu thư, cần ngươi điền thông tin đăng ký. À, được. Tân Ni đáp lại. Cô cầm bút lên, cúi đầu nhìn nội dung trên tờ khai, tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước. Âm thanh sột soạt, Tân Ni vùi đầu điền phiếu thông tin. Xong rồi. Sau 5 phút, cô điền xong tờ phiếu đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác cầm lấy tờ giấy, đảo qua một cái, sau đó mở miệng hỏi, tiểu thư Tân Ni, ngươi muốn phỏng vấn nhân vật nào? Hả, có ý gì? Tân Ni ngoẹo đầu mờ mịt hỏi. Đây là bản giới thiệu nhân vật, ngươi có thể nhìn một chút. Nhân viên đăng ký mỉm cười, từ dưới quầy lấy ra một phần tư liệu khác đưa cho Tân Ni. Đôi mắt của Tân Ni nhìn vào bản giới thiệu tóm tắt nhân vật, hoàng hậu là một nữ nhân ác độc luôn theo đuổi cái đẹp. Công chúa Bạch Tuyết là một cô gái có tâm địa thiện lương, vì bề ngoài vô cùng xinh đẹp, bị hoàng hậu ác độc để mắt tới. Chỉ có hai nhân vật hoàng hậu với công chúa Bạch Tuyết. Tân Ni ngước mắt nhìn về phía nhân viên đăng ký. Nhân viên này gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, nhân vật nữ chỉ có hai vị trí. Vậy nhân vật nam thì sao? Tân Ni tò mò hỏi. Nhân viên này nhớ lại, mỉm cười trả lời, 7 người thú, thợ săn, hoàng tử với nhà vua, tổng cộng 10 nhân vật. Như vậy, vậy ta chọn ai sẽ tốt hơn? Tân Ni có chút mờ mịt. Tùy ngươi, hoàng hậu với công chúa Bạch Tuyết đều vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp. Nhân viên đăng ký thuận miệng đáp. Tân Ni chớp chớp con mắt màu nâu, nhỏ giọng nói, vậy ta phỏng vấn công chúa Bạch Tuyết được chứ? Có thể. Nhân viên đăng ký mỉm cười. Cô ấy kéo ra ngăn kéo quầy hàng, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tân Ni. Đây là nội dung một đoạn ngắn kịch bản công chúa Bạch Tuyết, ngươi trước tiên có thể xem. Tân Ni đưa tay tiếp nhận, cúi đầu đọc nhanh. Cô ấy còn nhắc nhở một câu, tiểu thư Tân Ni, ngươi có thời gian hai đống lửa. Hy vọng ngươi vừa xem vừa suy nghĩ kỹ như thế nào có thể diễn ra nội dung được trên giấy. Được, ta cảm ơn. Tân Ni nở một nụ cười lễ phép, rồi dựa vào quầy đọc kịch bản. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã được một đống lửa. Chuyện xưa này thật thú vị. Tân Ni thở dài một hơi, miễn cưỡng nhớ kỹ đoạn đối thoại trong kịch bản. Bên trái đại sảnh, ngoài cửa phòng phỏng vấn. Nhân viên đăng ký nhìn tên đơn đăng ký trong tay, sau đó ngẩng đầu hô một tiếng. Tiểu thư Tân Ni, xin chuẩn bị kỹ, tiếp theo đến phiên ngươi phỏng vấn. Vâng, Tân Ni vội vàng đáp lại. Cô cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, tay chảy mồ hôi ướt cả kịch bản trong tay. Cót két. Cửa phòng phỏng vấn bị đẩy ra, một cô gái có mái tóc đen đi ra, cô ta ủ rũ cúi đầu, bộ dáng làm cho Tân Ni càng căng thẳng hơn. Tiểu thư Tân Ni đến phiên ngươi phỏng vấn. Nhân viên đăng ký hô một tiếng. Ta tới ngay. Tân Ni thở sâu. Cất bước đi vào phòng phỏng vấn. Trong phòng, Hồ Tiên với Nguyệt Thấm Lan ngồi cùng một chỗ, đang giao đầu trò chuyện. Thật là khiến người ta nhức đầu, đọc lời kịch đều không trôi chảy, còn tới phỏng vấn. Nguyệt Thấm Lan đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài. Hồ Tiên vuốt móng tay, yêu mị nói, hôm nay có thể tuyển được tất cả diễn viên sao. Thành Huyền Vũ đang di động, phố buôn bán vắng như chùa Bà Đanh,
cô ấy mới rảnh ngồi ở nơi đây. Khó mà nói, dựa theo tình huống hiện tại, có chút khó khăn. Nguyệt Thấm Lan dùng chất giọng buồn chán đáp. Một buổi sáng, chỉ tuyển được hai người đóng vai thợ săn và nhà vua. Lúc này, Tân Đi có chút sợ hãi đi vào căn phòng, đứng trước mặt hai người. Nguyệt Thấm Lan dùng ánh mắt quan sát cô ấy, con mắt màu xanh nước biển ánh lên vẻ hơi kinh ngạc, nữ nhân trước mắt rất xinh đẹp. Nếu như điểm tối đa là 100, Nguyệt Thấm Lan sẽ cho Tân Ni hơn 80 điểm. Chào các người. Tân Ni thi lễ một cái, hai nữ nhân đang ngồi phía trước càng làm cho cô thêm khẩn trương, nhất nữ nhân có đôi tay hồ ly, đẹp để nỗi làm cho người ta ngạt thở, khiến cho cô tự ti mặc cảm. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Chủng Khống tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, Công chúa Bạch Tuyết. Nguyệt Thấm Lan đang đọc thông tin nhân viên đăng ký đưa tới, ngước mắt lạnh nhạt hỏi, Tân Ni, phỏng vấn vai công chúa Bạch Tuyết à? Đúng vậy, Tân Ni vội vàng gật đầu, cứ thả lỏng, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt người. Hồ Tiên cười mị hoặc, đuôi cáo đặt lên trên đôi chân, nhẹ nhàng đong đưa. Khóe miệng của Tân Ni cứng đờ, nghe xong Hồ Tiên nói, cô càng khẩn trương hơn. Dáng dấp cũng không tệ, âm thanh của Hồ Tiên nhẹ nhàng vang lên bên tai Nguyệt Thấm Lan. Cô cũng đồng ý gật đầu, nói khẽ, ừ, tướng mạo phù hợp yêu cầu, nhưng phải xem diễn có tốt hay không. Cô ngước mắt hỏi, đã đọc qua kịch bản chưa? Đã đọc qua, Tân Ni dùng sức gật đầu. Vậy thì biểu diễn cho chúng ta xem một đoạn đi. Hồ Tiên ngoẹo đầu, tay ôm lấy bên mặt, tư thái lười biếng buông lỏng. Vâng. Tân Ni lại lần nữa thở sâu, khiến cho tim đập mau chóng khôi phục bình thường, nhớ lại nội dung trong kịch bản. Qua một phút, Tân Ni chuẩn bị kỹ càng, nghiêng người về phía không khí đọc lên lời kịch, chào ngươi, bà lão. Cô tưởng tượng ra đứng trước mình là hoàng hậu hóa thành một bà lão, đang muốn đưa quả táo cho mình. Thiếu nữ mái tóc nâu đang diễn đoạn hoàng hậu dùng quả táo có thuốc độc đưa cho công chúa Bạch Tuyết. Tân Ni dừng lại một chút, bộ dáng giả vờ nghiêm túc lắng nghe. Một lát sau, bà ơi, cám ơn người. Cô đưa tay hướng về phía không khí, giống như đang nắm lấy thứ gì. Tân Ni đưa tay đặt ở bên miệng, há mồm cắn vào một ngụm không khí, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ngước mắt nở nụ cười ngây thơ, bà ơi, quả táo rất ngọt. Nói được một nửa, biểu cảm trên của Tân Ni đọng lại, lập tức ngã xuống mặt đất, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi đóng lại. A, à, rất thú vị. Hồ Tiên ngồi thẳng cơ thể, con mắt màu đỏ rực tỏa sáng. A, à, ta diễn xong rồi. Tân Ni hai tay chống dưới đất, đứng lên, cắn lấy dưới môi, hai mắt khẩn trương nhìn hai người. Nguyệt Thấm Lan với Hồ Tiên nhìn nhau, hai người lập tức không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Rất tốt, ngươi trúng tuyển. Nguyệt Thấm Lan tào nhã nói, hà hà hà, có thật không? Tân Ni có hơi bất ngờ, ngay sau đó con mắt màu nâu trợn tròn, hưng phấn nhảy nhót lên. Trong lòng Nguyệt Thấm Lan hơi tốt lên, nhẹ nhàng nói, ngày mai, lúc thành huyền vũ di động, tới đây tham gia tập luyện. Hồ Tiên vuốt đuôi cáo nhạy bén, nhẹ nhàng hù dọa một câu, trở về đi, nếu như ngày mai đến trễ, chúng ta sẽ đổi người. Sẽ không, ta nhất định có mặt đúng giờ. Tân Ni dùng sức gật đầu, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Đi đi, Nguyệt Thấm Lan khoát tay áo. Tân Ni kích động khom lưng hành lễ, quay người chạy ra khỏi căn phòng. Cô chợt ngừng một lát, tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu giọng khổ sở nói, chuyện kia, ta còn có công việc ở siêu thị. Nguyệt Thấm Lan bình tĩnh nói, ta sẽ cho người xử lý, đồng huyền vũ sẽ sớm, kết toán cho ngươi. Cảm ơn. Tân Ni triệt để thả lỏng trong lòng, quay người bước nhanh rời đi. Hồ Tiên vặn vẹo uốn éo cái cổ một cái, duỗi lưng nói, cuối cùng cũng tìm được người đóng vai công chúa, còn thiếu hoàng hậu. Còn có 7 người thú với hoàng tử. Nguyệt Thấm Lan lật xem tư liệu còn lại, còn chưa nhìn thấy có người thú nào tới phỏng vấn. Người thú để ta đi tìm. Hồ Tiên lung lay 7 chiếc đuôi cáo. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nở nụ cười, được, vậy ở đây giao cho ngươi. Hồ Tiên đứng lên, dáng đi yêu kiều rời khỏi phòng phỏng vấn, thật là khiến người ta nhức đầu. Nguyệt Thấm Lan đau khổ thở dài, trong lòng lại càng thêm chờ mong kịch bản được biểu diễn trên sân khấu. Cung điện, vệ ấu Lan bưng đĩa đi vào phòng ăn, chào mọi người. Hồ Tiên bước đi duyên dáng đi vào phòng ăn, con mắt màu đỏ rực tìm chỗ ngồi vào đám người.
Chị Hồ Tiên, nhanh ngồi đi. Âm thanh của Mễ Nặc dịu dàng vang lên. Tiểu hầu gái giúp Hồ Tiên kéo ra chiếc ghế, cho cô ấy ngồi xuống. Phi Nhan với Hy Bối Kỳ đâu? Cô ấy bất ngờ hỏi. Mục Lương mỉm cười nói, hôm nay máy bay Huyền Vũ sẽ cất cánh, các cô chuẩn bị bay. Mễ Nặc đặt bát canh bắp trước mặt Hồ Tiên, hồn nhiên nói, họ phải rời đi tầm 4 ngày. Lần này, máy bay cất cánh, trước bay đến thành Phi Điểu, tiếp theo đi đường vòng đến thành Thánh Dương. Thương lượng xây dựng phòng bán vé ở nơi đó, nhưng thật ra là đại sứ quán thành Huyền Vũ đặt ở thành Thánh Dương. Rời đi 4 ngày, vậy chúng ta cũng đã đến thành tương lai. Ngài Lị Na húp một muỗng canh ngô, con mắt màu hồng nửa híp, biểu cảm tràn ngập hạnh phúc. Nếu như không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 3 ngày sau, thành Huyền Vũ sẽ đến thành tương lai. Chị ta cũng sắp quay lại rồi. Mễ Nặc gặm bắp ngô, tai thỏ vui vẻ đung đưa. Cách thời gian ước định càng gần, cô lại càng chờ mong, sắp đã không kịp chờ đợi muốn hát cho chị mình nghe. Dựa theo thời gian ước định, không phải hôm nay thì là ngày mai. Nguyệt Thấm Lan nhẹ nhàng đáp. Hì hì. Đợi họ tìm được chúng ta, nhất định sẽ bị Tiểu Huyền Vũ dọa cho la to một tiếng. Mễ Nặc cười híp cả đôi mắt, tai thỏ càng lắc nhanh hơn. Sợ là sẽ phải dọa ngất họ rồi. Nguyệt Thấm Lan che miệng ưu nhã cười. Rùa đen đã biến lớn gấp 10, đã tiến hóa thành man thú hoang cổ cấp 9. Ai có thể giữ bình tĩnh được khi biết điều này? Hồ Tiên run đôi tai hồ ly cái một, tràn đầy đồng cảm. Rùa đen tiến hóa đến 9 cấp, cô đã tốn thời gian thật dài mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Mục Lương dùng giọng ôn hòa hỏi, đúng, chuyện tuyển diễn viên theo kịch bản thế nào rồi? 12 người, cũng đã chọn được. Nguyệt Thấm Lan dịu dàng nói, bọn hắn đều đến phòng luyện tập ở phố Đinh thứ 2. Hôm nay, nhiệm vụ tập luyện buổi sáng của bọn hắn chính là học thuộc tất cả lời kịch, buổi chiều bắt đầu tập luyện lần thứ nhất. Ừ, buổi chiều ta đi xem một chút. Mục Lương gật đầu đáp lại. Mục Lương, bên xưởng dệt vải đưa tới nhóm vải bố đầu tiên, nói là vải bình thường. Ly Nguyệt điềm đạm nói, ở đâu? Mục Lương dừng lại động tác ăn một lát. Ly Nguyệt nhẹ giọng đáp, đã đặt ở phòng làm việc. Ừ, ta đã biết. Anh nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ngồi trống. Hôm nay, Vưu Phi Nhi lại không tới ăn sáng, là do chưa nghiên cứu ra thuốc nhuộm. Tiểu Mật đứng bên cạnh anh nhỏ giọng nói, đại nhân, gia thú của Châu Bốn Sừng cũng đã xử lý xong, ta đặt ở phòng làm việc. Ừ, Mục Lương đáp lại ra hiệu đã biết. Anh nhớ tới chuyện gì, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Thấm Lan, Thấm Lan, dàn nhạc cũng bắt đầu tuyển người. Biết, giao cho ta. Nguyệt Thấm Lan thầm u oán, lại có thêm nhiệm vụ mới. Thiếu nữ tai thỏ nghe vậy lỗ tai cụp xuống, dàn nhạc bắt đầu tuyển người, mang ý nghĩa cô bắt đầu phải tiếp xúc với nhiều người lạ. Mục Lương cũng đã nói, muốn cô quản lý ban nhạc, từ từ sẽ quen. Mục Lương nhìn thấy sự thay đổi của cô gái tai thỏ, đưa tay trấn an, xoa đầu cô. Ừ, Mễ Nặc khôn khéo gật đầu. Nửa giờ sau, mọi người đều rời đi làm việc của mình. Mục Lương với Ly Nguyệt đi đến phòng làm việc. Bên trong thư phòng, thiếu nữ tóc trắng lấy ra khúc vải xưởng dệt vải đưa, đặt ở trên bàn làm việc. Mục Lương kéo tấm vải lên, tay cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với lần trước, hoa văn vải bố càng thêm tỉ mỉ. Có thể tính là vải thường, hài lòng nói, ừ, rất tốt, bảo bên xưởng dành thời gian, ưu tiên làm loại vải này. Ừ, Ly Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chương 524, chế tạo chống trận hai mặt. Mục Lương tiếp tục nói, đồng ruộng bên kia cũng phải tăng thêm dại tỷ lệ trồng đai lục cam. Đã biết, Ly Nguyệt ghi nhớ trong đầu. Anh cuộn lại khúc vải, cầm lấy sấp da thú được gấp chỉnh tề bên cạnh là da của Châu Bốn Sừng. Phía dưới cùng nhất là da của con cấp 5, còn lại phần lớn da thú đều là cấp 1 với cấp 2, chỉ có một vài tấm là cấp 3 với cấp 4. Mục Lương trải tấm da thú cấp 5 đặt trên bàn làm việc, dùng khối lưu ly chặn lại, làm cho nó bằng phẳng. Gia thú rất lớn, cạnh chiều dài đều khoảng 4 mét, nhìn như một hình vuông. Đường kính 4 mét, có thể làm một chống trận 4 mét. Mục Lương tay kéo da của Châu Bốn Sừng, độ đàn hồi rất tốt. Chống trận, là cái gì? Ly Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Mục Lương mỉm cười nói, một loại chống to, ta làm được ngươi sẽ biết. Anh tạo ra một cái nồi lớn, đổ đầy nước, bắt đầu đốt nấu. Chờ sau khi nước sôi, đặt gia thú phía trên nồi lớn, dùng hơi nước tiến hành phơi khô.
Kiểu phương pháp xử lý này là chị em Lê Nhã nói cho anh biết. Mục Lương lấy ra một bình bí dược màu đen, là anh chế tạo riêng cho chị em họ Lê, là chuyên môn dùng để xử lý da của trâu bốn sừng. Theo thời gian trôi qua, nước trong nồi vẫn đang sôi sùng sục, lông thú trên da đang bắt đầu rụng ra. Không cần tốn nhiều sức, da thú rất nhanh đã co rút lại. Quá trình hấp vẫn còn tiếp tục diễn ra, màu của tấm da bắt đầu thay đổi, theo thời gian trôi qua càng lâu, cuối cùng da thú hoàn toàn biến thành màu đen. Được rồi, Mục Lương đưa tay vung lên, lấy tấm da ra. Ngay sau đó, anh cầm lấy một tấm da thú trâu bốn sừng cấp 4 khác, đặt lên trên nồi, tiếp tục xử lý. Mục Lương muốn làm chống trận hai mặt, mà da của trâu bốn sừng cấp 5 chỉ có một tấm, dưới mắt không thể làm gì khác hơn là dùng da của con cấp 4 thay thế. Anh trải tấm da cấp 5 thẳng ra, một lần nữa anh lại thử một chút độ co giãn, tốt hơn cỡ gấp 2 so với trước khi xử lý. Ly Nguyệt giúp anh xử lý da thú cấp 4. Mà Mục Lương sắp bắt đầu làm phần thân chống trận, ở địa cầu, phần lớn tài liệu làm thân chống là dùng gỗ. Mục Lương muốn biến chống trận thành linh khí trung cấp, thậm chí là linh khí cao cấp, nên phần tài liệu thân chống tự nhiên không thể dùng gỗ thông thường. Dùng xương hung thú chắc cũng có thể. Anh nghiêng đầu nhìn về phía trong góc phòng làm việc, nơi đó xương hung thú đã xếp thành núi nhỏ. Anh tiến lên trước, chọn ra một loại xương, chọn xong xương thú liền bắt đầu tiến hành xử lý, dùng dao dài gọt bỏ phần dư thừa ở hai đầu. Mỗi khúc xương thú đều dày cỡ 3 ngón tay, dài nửa mét, bắt đầu tạo dựng mạch lộ. Mục Lương bình tĩnh lại, 10 ngón tay nhạy bén phun ra tơ nhện, toàn bộ tiến vào trong xương thú, tìm kiếm mạch lộ có thể xây dựng. Ly Nguyệt giải bí dược lên lớp da thú cấp 4, yên tĩnh chờ đợi lông thú rụng. Cô ngước mắt nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Mục Lương, trong con ngươi màu bạc lóe lên vẻ mê luyến, nam nhân nghiêm túc làm việc vô cùng có mị lực. Anh đang tâm phân nên cũng nhìn thấy cái nhìn say đắm của thiếu nữ tóc trắng, bèn trêu chọc nói, đẹp trai không? Đẹp, đẹp trai nhất thế giới. Gương mặt xinh đẹp của Ly Nguyệt ửng đỏ, không keo kiệt chút nào mở lời tán dương. Mục Lương nhếch miệng lên, tự luyến nói, người người đều nói như vậy. Người người. Con mắt màu bạc của Ly Nguyệt ngưng lại, lập tức yên lặng rời ánh mắt đi. Cô nhớ tới hình ảnh lần trước ở thư phòng Nguyệt Thấm Lan ngồi ở trên đùi anh, tâm trạng lập tức liền không vui. Làm sao vậy? Mục Lương ngạc nhiên hỏi. Mục Lương thu tơ nhện lại, đã tìm được mạch lộ của tài liệu. Anh bắt đầu tạo dựng mạch lộ, nối lại các lỗ hổng trong xương thú, lấp đầy các lỗ. Sau khi xử lý xong 20 khúc xương hung thú, bởi vì hẹp ở hai đầu, mở rộng phần thân, sau khi được ghép lại cùng một chỗ, đã tạo thành một vòng tròn cao nửa mét. Sau 2 giờ trôi qua, 20 khúc xương thú toàn bộ đều được xây dựng mạch lộ. Thời gian tương đối ngắn, con mắt màu đen của Mục Lương lóe sáng lên. Anh lấy ra 20 viên tinh thạch hung thú, đặt vào vị trí trung tâm trên xương thú, đó là điểm nối các mạch lộ lại với nhau. Sau khi tinh thạch hung thú được đặt vào, mang ý nghĩa thân chống đã chế tạo xong, bước kế tiếp chỉ cần đặt lớp da bao phủ lại phần thân. Mục Lương, những da thú này đều đã được xử lý tốt. Ly Nguyệt dịu dàng nói, thiếu nữ tóc trắng đã sơ chế các da thú còn lại, chất đống trên bàn làm việc. Để đó trước đi, Mục Lương thuận miệng đáp. Anh đặt phần thân chống vào trên mặt đất, cầm lấy tấm da thú cấp 5 đặt vào trên phần thân chống. Ly Nguyệt tiến lên trước, nhẹ giọng hỏi, cần ta giúp một tay không? Hiện tại không, đợi chút nữa cần. Mục Lương mỉm cười. Ừ, Ly Nguyệt đáp lại. Mục Lương tiếp tục vùi đầu chế tác chống trận. Ở phần rìa da thú, anh đục ra 18 lỗ tròn, xỏ tơ nhện xuyên qua kéo căng, cố định vào một vị trí khác trên thân chống, rồi kéo căng tấm da thú. Ở địa cầu, lúc làm bước lấy da che phủ mặt chống, phần lớn mọi người đều sẽ dùng con đội phối hợp kéo căng chặt tấm da thú. Mục Lương không có cái kích, chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân. Trước mắt anh đang hiện lên bảng thuộc tính 4 chiều của bản thân, chỉ số sức mạnh gần 700, lại phối hợp năng lực, đừng nói là kéo da, hoàn toàn có thể dễ dàng kéo rách da thú. Có thể làm được chống là kỹ xảo sống, không cần dùng sức mạnh vẫn có thể làm được. Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bùn đất dưới thân vị trí cái chống đang dâng lên, phần thân chống đang từ từ được nhô lên cao, khiến cho da thú càng ngày càng căng càng chặt. Anh dùng sức kéo nhanh tơ nhện phần rìa da thú, càng làm cho da thú càng căng. Ly Nguyệt đứng ở phía trên dẫm một chút. Mục Lương thấp giọng nói. Được.
Mặc dù Ly Nguyệt không hiểu vẫn là xoay người đứng trên gia thú, vừa đi vừa về dẫm trên gia thú. Không có cái kích, Mục Lương chỉ có thể áp dụng biện pháp truyền trống là dẫm đạp. Tên như ý nghĩa, chính là người đứng trên mặt trống nhảy qua nhảy lại, như vậy có thể dẫm mỏng gia thú, càng dẫm mặt trống lại càng mỏng, làm cho trống gõ lên lại càng thêm vang dội. Ly Nguyệt đạp mười mấy phút, đến khi Mục Lương kêu dừng lại mới đi xuống, duỗi tay ra hỗ trợ anh kéo căng mặt trống thêm một lần nữa. Chắc được rồi. Mục Lương tiện tay ngưng tụ ra một cái vùi làm bằng pha lê, gõ xuống mặt trống. Ầm, một âm thanh nặng nề vang lên, vùi pha lê đánh vào mặt trống, có thể thấy được gia thú rất căng. Mục Lương hài lòng gật đầu, trống trận chỉ phủ một lớp da, âm thanh nghe vào vô cùng nặng nề, như mất hết sức lực. Anh đưa tay ra, ánh sáng bảy màu lấp lánh lóe lên, từng cái đinh tròn có đường kính 5cm rớt xuống đất. Mục Lương cầm lên một cây đinh, dùng búa đóng vào trên phần gia thú được cột chặt trên phần thân, giữ cho gia thú cố định một chỗ. Sau khi đóng xong tất cả cây đinh quanh phần thân trống với gia thú, tổng cộng 3 hàng đinh mới có thể cố định gia thú trên thân trống. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây gia viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 525, vũ khí sắc bén quần sát. Ly, Nguyệt hỗ trợ đưa cây đinh, Mục Lương phụ trách đóng đinh xuyên qua phần. Dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ nửa giờ đã đóng xong 3 hàng đinh vào thân trống. Làm xong một mặt, còn một mặt nữa. Mục Lương thở phào, lật qua mặt còn lại của phần thân trống. Anh nhìn bên trong thân trống trống rỗng, nhớ lại hồi ức của kiếp trước. Bên trong trống trận hình như còn có 2 đoạn lò xo mới đúng, có tác dụng tăng thêm âm vang cho trống, cũng chính là tiếng vọng lại. Như vậy trống gõ lên âm vang mới có lực, tính chất âm thanh xuyên qua không khí càng mạnh hơn, càng có thể dễ làm kinh sợ lòng người. Dùng tài liệu nào thay thế thì tốt đây? Lông mày của Mục Lương nhăn lại, nhìn quanh toàn bộ phòng làm việc. Tài liệu tốt nhất đương nhiên là dâu của dế dâu sắt. Bây giờ, toàn bộ Huyền Vũ Thành cũng không có tài liệu hung thú của nó, nếu không súng ngắm đã có thể tiếp tục sản xuất hàng loạt. Anh suy nghĩ kỹ một hồi, không có tài liệu thích hợp, cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng tinh thiết thay thế. Tiếp tục làm thôi. Mục Lương cầm lấy gia thú cấp 4, dựa theo phương pháp giống vậy, trải nó lên mặt khác chống trận. 3 giờ sau, dưới sự giúp đỡ của thiếu nữ tóc trắng, thành công hoàn thành mặt còn lại của chống trận, vẽ lên ký hiệu thành Huyền Vũ. Mục Lương tìm được thuốc nhuộm in ấn tiền Huyền Vũ, dùng bút lông thú vẽ rồng thần lên thân trống, mặt trống vẽ ký hiệu thành Huyền Vũ. Như vậy là xong rồi sao? Ly Nguyệt chớp chớp con mắt màu bạc, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt trống. Đồng đồng đồng. Thiếu nữ tóc trắng chỉ vừa gõ nhẹ, tiếng trống đã vang dội điếc tai, vang vọng không ngừng, khiến cho cô nhịn không được run sợ. Ly Nguyệt cảm thấy kinh hãi, mặc dù còn chưa trải qua nghi thức khải linh, nhưng cô biết đây tuyệt đối là một kiện linh khí cao cấp. Còn chưa hoàn thành, còn thiếu 2 cái vùi đánh. Mục Lương ôn hòa nói. Chế tác vùi đánh trống tương đối đơn giản, xương đùi của châu 4 sừng chính là tài liệu tuyệt vời, chỉ cần xử lý xương thú đơn giản. Mạch lộ được tạo dựng ra bên trong, đầu xương đùi vừa tròn vừa to dùng để đánh trống trận là thích hợp nhất. Mục Lương dùng 1 giờ, đã làm xong 2 cây vùi trống to cỡ cánh tay của một thanh niên, chiều dài gần 1 mét. Mặc dù hình dạng hơi xấu xí một chút, nhưng dùng tốt, Mục Lương tự giễu nói. Anh đưa tay ra, giữa ngón tay ngưng tụ ra mấy giọt máu, rơi vào trên thân cái vùi và trống. Đông đông đông, thân trống đang yên tĩnh bỗng run vang lên, giống như tiếng tim đập của động vật khổng lồ. Ánh sáng màu trắng lóe lên, thân trống trở nên nửa trong suốt, giọt máu được nhỏ xuống tan ra, giống như tơ nhện được trải rộng toàn bộ phần thân. Ong ong, thân trống chấn động, tia sáng lại lần nữa lóe lên, quá trình khải linh kết thúc. Sau đó, nó lại yên tĩnh lại, phòng làm việc khôi phục lại trạng thái yên lặng. Linh khí cao cấp, 2 linh khí trung cấp. Ly Nguyệt chớp chớp lông mi, cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Thử trước hiệu quả nhìn, một chút xem. Mục Lương cầm lấy vùi trống, đầu tiên là gõ nhẹ vào mặt trống. Thùng thùng. Sóng âm vô hình khuếch tán ra, tiếng trống điếc tai quanh quẩn bên tai, làm cho người ta bắt đầu chảy mồ hôi. Hừ, Ly Nguyệt cảm thấy ngực đập nhanh, đầu có chút choáng váng, vẫn bị tiếng trống ảnh hưởng. Không có chuyện gì chứ? Mục Lương quan tâm hỏi. Ta không sao,
ngươi cứ tiếp tục. Ly Nguyệt dịu dàng nói, vẫn nên đi ra ngoài. Mục Lương thu lại vùi trống, sử dụng năng lực khống chế trọng lực làm cho trống trận trở nên nhẹ hơn. Trên khu trung ương có không ít người ở, thí nghiệm trống trận ở đây rõ ràng không phải nơi thích hợp. Mục Lương nhấc chân đạp mạnh, mặt tường phòng làm việc tách ra một khe hở để anh có thể chuyển trống trận ra phòng làm việc. Lên đây đi. Mục Lương xoay người đứng trên trống trận, khom lưng vươn tay về hướng thiếu nữ tóc trắng. Ly Nguyệt nhếch miệng lên, đưa tay ra cho anh kéo cô lên. Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động năng lực trọng lực trưởng khống. Trống trận vững vàng cách mặt đất phiêu khởi, bay về phía cao điểm bên ngoài, hướng xa xa trống trải khu vực mà đi. Sau 5 phút, hai người tới khu vực trống, nơi này còn chưa được khai thác, tách khỏi khu dân cư. Mục Lương khống chế trống trận rơi xuống đất, cô gái tóc trắng nhẹ nhàng nhảy xuống từ cái trống. Anh lấy ra cái vùi, khởi động lĩnh vực im lặng, bao phủ Ly Nguyệt ở bên trong, miễn cho cô bị ảnh hưởng. Hô hấp của Ly Nguyệt bình tĩnh lại, rất nhanh thích ứng được cảm giác không có chút âm thanh nào. Mỗi ngày, cô đều sẽ đeo ống giảm thanh, tiến hành nửa giờ đến một giờ huấn luyện ám sát trong im lặng. Mục Lương thấy thế yên lòng, sau một khắc, anh giơ vùi trống lên cao, dùng sức gõ vào mặt trống. Thùng thùng. Sóng âm vô hình khuếch tán ra, tiếng trống vang vọng đến tận mây xanh, âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho mặt đất chấn động nhẹ. Khu dân cư ở phía ngoại thành, trong tòa nhà trên đường Đinh Thứ Hai, Nguyệt Thấm Lan đang huấn luyện diễn viên mới chiêu mộ hôm qua. Lúc này, bên tai cô truyền đến tiếng trống trầm trầm. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thấm Lan bị dọa sợ nhảy lên một cái, đứng dậy theo phản xạ có điều kiện. Toàn bộ ngoại thành, tất cả mọi người đều nghe được tiếng trống kia. Có chút lợi hại, con mắt màu đen của Mục Lương sáng lên, lòng vô cùng rung động. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, gõ vang linh khí trống trận cao cấp mới có thể tạo được ảnh hưởng kinh người như vậy. Ly Nguyệt mờ mịt chớp chớp con mắt màu bạc, chỉ cảm thấy lòng bàn chân đang run nhưng không nghe thấy chút âm thanh nào cả. Mục Lương thu lại lĩnh vực im lặng, khiến cho cô gái tóc trắng một lần nữa có thể nghe được âm thanh. Ly Nguyệt khẽ nhếch lên đôi môi hồng, dư âm tiếng trống vọng lại vẫn còn đang lượn lờ bên tai cô. Như thế nào? Cô quay đầu nhìn về phía Mục Lương. Có thể xưng là một vũ khí sắc bén để quần sát. Mục Lương nhếch miệng lên, đưa tay nắm vòng eo nhỏ của cô gái tóc trắng. Thử nghĩ một cái, trong chiến tranh, nhắm ngay kẻ địch gõ vang trống trận, sẽ có kết quả như thế nào? Ly Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu, vì bị che giấu âm thanh, vẫn không hiểu rõ được khái niệm này bao nhiêu. Ngươi thử xem. Mục Lương thả tay xuống, đưa vùi trống cho thiếu nữ tóc trắng. Ly Nguyệt cầm cái vùi, dùng sức gõ vào mặt trống. Đông. Tiếng trống trầm trầm vang lên, truyền ra ngoài rất xa, uy lực vẫn không vang dội một thành như Mục Lương gõ. Ly Nguyệt chỉ có thực lực cấp 5, lại vì không có trực tiếp quá trình khải linh trống trận, vùi, nên hiệu quả gõ vang trống trận sẽ giảm bớt đi nhiều. Thật là lợi hại. Con mắt màu bạc của Ly Nguyệt trợn tròn, hai tay nâng lên vì bị lực chấn động, sau đó bị khôi giáp U Linh cản lại. Lúc này, cô đã hiểu ý vũ khí sắc bén quần sát của Mục Lương nói là có ý gì. Nếu như có nhiều kẻ địch, hoàn toàn có thể dựa vào cái trống to này làm quân nhân mất hết sĩ khí, thậm chí là có thể làm choáng váng một vài người có thực lực yếu. Vậy kêu nó là trống trận huyền vũ, đặt ở bên trên sơn hải quan, dùng để ngăn địch. Mục Lương lạnh nhạt nói, đây là linh khí cao cấp, ngươi muốn để vệ cảnh bọn hắn khải linh với nó. Ly Nguyệt ngương mắt hỏi. Chương 526, sản xuất trốn trận với trống cơm. Mục Lương lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần, bọn hắn dùng vùi thông thường là được rồi. Dù không có khải linh, trống trận bị gõ vang cũng có sức mạnh kinh người, tạo ra sóng âm có thể truyền đến trung ương cũng có thể nghe thấy, ngoại trừ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Chúng ta trở về đi thôi. Mục Lương đỡ eo của Ly Nguyệt bay lên. Ừ, gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện một vòng đỏ ửng, dựa vào ngực anh. Anh đưa tay vung lên, làm cho trống trận bay lên cao, chở hai người bay về khu trung ương. Sau 5 phút, hai người trở lại trung ương. Vừa hạ xuống đất, Nguyệt Thấm Lan với nhóm Ngôn Băng vội vã chạy đến. Ngài Lị Na gấp giọng hỏi, Mục Lương, vừa mới tiếng nổ kia, là ngươi tạo ra. Ừ, Mục Lương gật đầu. Quả nhiên, Nguyệt Thấm Lan u oán nhìn, mỗi lần có động tĩnh lớn, đều có liên quan với anh. Cô bảo tuần cảnh vệ đi trấn an dân chúng ngoại thành,
miễn cho xảy ra rối loạn. Chỉ là thí nghiệm mới linh khí mà thôi, không có chuyện gì. Mục Lương cười ngượng ngùng, lần sau phải thông báo trước một tiếng, không có việc gì liền tốt. Ngài Lị Na thở phào, con mắt màu hồng bị trống trận hấp dẫn. Ngôn Băng cũng tiến lên trước, con mắt màu tím chớp lên, tiếng vang vừa mới rồi là nó phát ra. Đông, ngài Lị Na cầm dùi trống, tò mò gõ một cái. Trống trận phát ra tiếng trầm muộn, nhưng cũng khiến tim của các cô gái đập lỡ một nhịp. Đôi mắt màu tím của Ngôn Băng trở nên nghiêm túc, nghiêng đầu tò mò hỏi, thành chủ, đây là linh khí gì vậy? Trống trận huyền vũ, linh khí dùng sóng âm để công kích. Mục Lương bình tĩnh nói. Ngài Lị Na nghiêng đầu lại, ngây thơ hỏi, cứ như vậy là sử dụng là được sao? Mục Lương bình tĩnh nói, đúng vậy, cứ gõ vào mặt trống là được. Mễ Nặc chạm vào mặt trống, nhìn hoa văn hoa lệ kia, nghiêng đầu hỏi, Mục Lương, lúc trước ngươi nói muốn có trống trong dàn nhạc chính là cái này à? Cùng loại, nhưng không phải. Mục Lương giải thích. Trống trận sao có thể bỏ vào dàn nhạc, nếu thật sự đánh trong thời gian dài, sợ là toàn bộ khán giả trong viện ca kịch phải chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ tới đây, Mục Lương hơi nhếch miệng, nhớ tới điều gì, có nên viết một bài hành khúc không? Sau đó dùng trống trận diễn dịch, có thể dùng để kinh sợ kẻ địch, cũng có thể cổ vũ quân tâm. Chậc, viết hành khúc như thế nào đây? Mục Lương khoanh hai tay trước ngực, nhanh chóng hồi tưởng ký ức của kiếp trước. Nhớ tới hành khúc, anh lại nghĩ tới bài quốc ca chỉ viết một nửa, lập tức cảm thấy đau đầu. Mễ Nặc cua tay qua lại trước mặt Mục Lương, quan tâm hỏi, Mục Lương, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Anh lấy lại tinh thần, mỉm cười. Cô ngẩng đầu hồn nhiên nói, vậy trống cho ban nhạc thì sao? Trống cơm rất dễ làm, ta sẽ phân phó nhà xưởng sản xuất, 2 ngày nữa sẽ đưa cho ngươi. Mục Lương cười lắc đầu, giơ tay xoa tóc cô gái tai thỏ. Ừ, Mễ Nặc hồn nhiên gật đầu. Nguyệt Thấm Lan yêu nhã nói, Mục Lương, chúng ta cần mở rộng phường công nghiệp quân sự và các nhà xưởng khác. Ngày càng có nhiều đồ vật cần sản xuất, các nhà xưởng hiện giờ đã trở nên chật chội. Ta đã biết. Mục Lương như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô gái tóc trắng, dịu dàng nói, đưa trống trận huyền vũ đến Sơn Hải Quan, vệ cảnh sẽ quản lý nó. Đã biết. Ly Nguyệt đáp. Cô phất tay gọi hộ vệ khu vực trung ương tới, 4 người hợp lực rời trống trận huyền vũ, cẩn thận đưa xuống trung ương. Chúng ta đi phường công nghiệp quân sự. Mục Lương dịu dàng nói. Ta đi an bài xe ngựa. Nguyệt Thấm Lan bước ưu nhã rời đi. Đến nỗi việc huấn luyện ở tòa nhà đường Đinh thứ 2, trước tiên cứ để bọn họ đọc thuộc lời thoại. 10 phút sau, sói mặt trăng kéo xe ngựa rời khu vực trung ương, hai bên còn có 8 tên hộ vệ trung ương đi theo. Sau lần cải tạo thứ 4 của thành Huyền Vũ, vị trí phường công nghiệp quân sự đã có sự thay đổi, vẫn rời xa khu dân cư. Có điều lại ngược hướng với các nhà xưởng khác, ngồi xe ngựa cần 10 phút, cưỡi xe đạp cũng chỉ mất 20 phút. 10 phút trôi qua, sói mặt trăng kéo xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng chính phường công nghiệp quân sự. Đại nhân, đã đến phường công nghiệp quân sự rồi. A Thanh cung kính nói. Cót két. Cửa xe mở ra, Nguyệt Thấm Lan và Mục Lương bước xuống. Đạp đạp. Có tiếng bước chân truyền tới, người thú đầu Châu Lộ Na và người quản lý phường công nghiệp quân sự Mục Chiêm vội vã chạy đến. Dừng bước. A Thanh giơ tay ngăn 2 người tới gần. Lộ Na, Mục Chiêm nhanh chóng dừng lại. Hiển nhiên đã quen với chuyện này. A Thanh mang theo hộ vệ trung ương tiến lên, bảo đảm 2 người không có đeo vũ khí, sau đó mới cho phép bọn họ tới gần anh. Thành chủ đại nhân. Lộ Na và Mục Chiêm vội vàng cung kính hành lễ. Người thú đầu Châu đã từng là thuộc hạ của Hồ Tiên, bây giờ nhậm chức phòng thủ ở phường công nghiệp quân sự, bảo đảm an toàn cho nơi này. Ừ, dẫn ta đi tuần tra một chút. Mục Lương nhàn nhạt. Thành chủ đại nhân, mời đi bên này. Mục Chiêm cung kính ra hiệu, cất bước đi trước dẫn đường. Đạp đạp. Trong vòng vây của hộ vệ khu trung ương, Mục Lương và Nguyệt Thấm Lan đi vào phường công nghiệp quân sự, cất bước về phía nhà xưởng thứ nhất. Thành chủ đại nhân, đây là khu chế tác nỏ quân dụng và tên nỏ. Mục Chiêm đi vào nhà xưởng, đưa tay ra hiệu. Kính chào thành chủ đại nhân. Toàn bộ công nhân trong nhà xưởng kích động đứng dậy. Mục Lương giơ tay làm động tác đè xuống, bình tĩnh nói, các ngươi cứ tiếp tục đi. Rõ. Các công nhân chậm rãi ngồi xuống, nhưng từng đôi mắt lại lén lút nhìn Mục Lương. Anh nhìn Mục Chiêm, hỏi, hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu nỏ quân dụng và tên nỏ?
Mục Chiêm lập tức đáp không chút suy nghĩ, mỗi ngày có thể sản xuất 10 chiếc nỏ quân dụng và 100 mũi tên. Còn khiên tròn thì sao? Anh chuyển sang câu hỏi khác. Mục Chiêm cân nhắc một chút, nhỏ giọng cẩn thận hỏi, bẩm thành chủ, hiện tại đã có 300 chiếc khiên tròn, ngài có muốn tiếp tục sản xuất nữa không? Trước mắt thì chỉ có tuần cảnh vệ sử dụng khiên tròn, 300 chiếc khiên tròn vẫn còn dư trong kho. Nhân khẩu ở ngoại thành dần dần tăng nhiều, tuần cảnh vệ đã tuyển chọn thêm 15 người nữa, trong biên chế có 24 người, quản lý trị an toàn bộ ngoại thành đã đủ rồi. Nếu có 300 chiếc tồn kho rồi, vậy thì tạm thời ngưng sản xuất đi. Mục Lương suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, phân phó bọn hắn chuyển sang chế tác chống cơm và chống chiến. Mục Chiêm sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi, chống cơm và chống chiến là cái gì? Cái gọi là gần vua như gần cọp, hắn là cấp dưới, cần phải cẩn thận lời ăn và tiếng nói. Buổi chiều ta sẽ phái người tới hướng dẫn. Mục Lương dự định bảo Ly Nguyệt tới đây một chuyến, cô ấy đã tham dự toàn bộ quá trình chế tác chống trận Huyền Vũ. Vâng, Mục Chiêm cung kính gật đầu, chúng ta đi khu vực khác nhìn. Nguyệt Thấm Lan thanh lãnh lên tiếng, vâng, Mục Chiêm đi trước dẫn đường. Anh và những người khác đi tới nhà xưởng chế tạo đạn. Các công nhân đang vùi đầu làm việc, thận trọng rót nước bom vào trong vỏ đạn. Các bạn đang nghe chuyện Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 527, tăng thêm sản lượng đạn. Đám người nhẹ nhàng bước qua, không quấy rầy công nhân, tránh việc mất tập trung phát sinh nguy hiểm. Mỗi ngày có thể sản xuất bao nhiêu viên đạn? Mục Lương nghiêm túc hỏi. Mục Chiêm cung kính đáp lại, bẩm đại nhân, một ngày có thể sản xuất được 300 viên đạn. Bây giờ tồn kho có bao nhiêu? Mục Lương nghiêng đầu, nhìn về phía người quản lý. Mục Chiêm hơi chút suy tư, sau đó đáp, thành chủ đại nhân, đạn có 23 dương, mỗi dương là 500 viên. Mục Lương nghe vậy nhìn về phía nữ nhân bên cạnh mình. Đúng vậy, Nguyệt Thấm Lan ưu nhã gật đầu. Đạn là vật phẩm cần được quản lý nghiêm ngặt, nhất định phải đối chiếu số lượng chính xác, thiếu một viên cũng phải lục tìm bằng được. Hiện giờ, tồn kho có 11.500 viên đạn, mỗi ngày có thể sản xuất 300 viên, mà mỗi một ngày bộ đội đặc chủng U Linh tập bắn súng phải tiêu hao 100 viên. Mỗi lần chỉ có thể tích trữ 200 viên đạn, cái này thật sự là quá ít, chỉ có thể chống đỡ một cuộc chiến nhỏ mà thôi. Mục Lương nghiêng đầu hỏi, có thể gia tăng sản lượng không? Mục Chiêm lộ ra vẻ mặt khó xử, thành chủ đại nhân, muốn gia tăng sản lượng thì cần phải tuyển thêm công nhân, nước bom cũng cần phải được cung ứng đủ. Mục Lương yên lặng, măng cụt bom chỉ vừa mới nở hoa kết trái, muốn nó chín thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Nơi gieo trồng măng cụt bom đã được tách thành một khu vực riêng biệt, chỉ dùng để gieo trồng loại trái cây này. Trước mắt thì thành Huyền Vũ chỉ có 23 cây măng cụt bom, trong đó có một cây là măng cụt bom cấp 7. Vậy thì cái này để bàn sau đi. Mục Lương bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng có thể sớm tích góp đủ một ức điểm tiến hóa, sau đó tiến hóa trà thụ tinh thần tới cấp 9, đến lúc đó sản lượng của toàn bộ thành Huyền Vũ sẽ tăng thêm một tầng. Hắn thanh lãnh nói, ngươi ra lệnh các công nhân đi ra ngoài đi, ta sắp mở rộng phường công nghiệp quân sự. Vâng, Mục Chiêm chấn động tinh thần, lập tức xoay người tổ chức công nhân rời khỏi nhà xưởng. Chừng 10 phút sau, tất cả công nhân đã đi hết. Ầm ầm. Mục Lương nhấc chân đạp đất, toàn bộ tường bên ngoài nhà xưởng nhanh chóng sụp đổ. Nhà lầu trước mắt mọi người bắt đầu dịch chuyển, giống như là mặt nước đẩy thuyền, toàn bộ nhà xưởng cũ đã di rời sang bên trái. Lên! Mục Lương giơ tay ra rồi nắm chặt lại. Mặt đất lại chấn động lần nữa, 9 tòa nhà 3 tầng đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, mỗi tòa nhà cách nhau chừng 6 mét. Hắn lại nhấc chân đạp mạnh một cái, một bức tường cao 5 mét mọc lên và bao quanh toàn bộ nhà lầu bên trong. Thành chủ đại nhân thật là lợi hại. Các công nhân không ngừng phát ra tiếng thán phục. Giải quyết xong rồi, chúng ta đi nhà xưởng khác thôi. Mục Lương vươn tay làm động tác phủi bụi, quay người đi ra ngoài. Năng lực này thực là tiện lợi. Nguyệt Thấm Lan âm thầm cảm thán, tiến lên kéo tay của Mục Lương rồi rời đi phường công nghiệp quân sự. Cung tiễn thành chủ đại nhân. Mục Chiêm và Lộ Na vội vàng khom lưng hành lễ, nhìn Mục Lương và những người khác ngồi xe ngựa rời đi. Xe ngựa rời khỏi khu vực phường công nghiệp quân sự, chuyển sang một hướng về ngoại thành. Trong xe, Mục Lương gối đầu lên chân của Nguyệt Thấm Lan, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Thấm Lan,
trong thành còn có bao nhiêu người rảnh rỗi? Mục Lương ôn hòa hỏi. Nào còn ai rảnh rỗi nữa chứ, mọi người đều được phân phối công việc rồi. Nguyệt Thấm Lan áp tay lên mặt của Mục Lương, dịu dàng nói, khai hoang đồng ruộng cần rất nhiều người, đám người tới từ thành Dạ Nguyệt có 6 phần đều được an bài tới đó. Rau xanh càng trồng càng nhiều, lại còn thu hoạch với hiệu suất cao, cho nên nhân công dần dần không đủ dùng. Chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều người. Mục Lương nhẹ giọng cười khổ. Phường công nghiệp quân sự được mở rộng, muốn gia tăng sản lượng có điều nhân công lại thiếu thốn. Không chỉ riêng phường công nghiệp quân sự, các nhà xưởng khác cũng cần được mở rộng, nhất là xưởng dệt vải. Nhưng mà muốn tăng sản lượng vải bố thì lại phải gia tăng công nhân. Sắp tới đây bọn họ sẽ đến thành tương lai, vải bố, hoa quả, đồ gốm. Những thứ này đều sẽ được tiến hành giao dịch thành tinh thạch hung thú, sau đó mới có thể tiến vào túi của Mục Lương biến thành điểm tiến hóa. Ngươi muốn đào người từ thành tương lai à? Nguyệt Thấm Lan chớp đôi mắt màu xanh nước biển. Ừ, chờ đến thành tương lai lại nghĩ biện pháp chiêu mộ một ít người. Mục Lương khẽ gật đầu, có lẽ hắn cũng có thể thử đào người từ những thành lớn từng đi qua. Giữa trưa, thành Thánh Dương, ở đây vẫn rách rưới như trước, đường đi quanh năm tràn ngập một mùi hôi chua. Sắc mặt người dân ở đây đều xanh xao vàng vọt, nhưng cuộc sống không tính là quá kém cỏi, ít nhất thì không có nhiều người chết đói. Cha, hôm nay có nhiệm vụ gì không? Lý Tiểu Cốt ồn ào, hai tay chống nạnh. Mỗi ngày cô đều đi theo phụ thân tuần tra thành Thánh Dương, chỉ để giết thời gian mà thôi. Lý Nhị Cốt co giật khóe mắt, kể từ khi con gái hoàn thành nhiệm vụ trở về, mỗi ngày đều phiền toái như thế. Ngươi rất muốn làm nhiệm vụ à? Lý Nhị Cốt nghiêng đầu lườm con gái một cái. Thành chủ thành Thánh Dương vẫn đang bế quan, bây giờ thành Thánh Dương do Lý Nhị Cốt, Hắc Phát Yêu Chi Chu và vị thống lĩnh mới tới đồng quản lý. Sau khi Phi Thi chết, thành Huyền Vũ rời đi được nửa tháng thì có một người phụ nữ gia nhập thành Thánh Dương, điền vào vị trí trống của Phi Thi. Ta muốn, hay là không muốn? Lý Tiểu Cốt chớp đôi mắt to. Da mặt của Lý Nhị Cốt co rút, tức giận nói, nếu ngươi thực sự rảnh rỗi thì đi dọn sạch rác rưởi trong thành đi, dọn sao cho sạch sẽ như thành Huyền Vũ là được. Lý Tiểu Cốt trợn trắng mắt, mở miệng quở trách, cha à, ngươi tỉnh táo một chút đi. Nơi này không thể nào giống thành Huyền Vũ đâu. Lý Nhị Cốt không muốn nói chuyện nữa, con gái trở về chỉ khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Hắn cũng rất nhớ thành Huyền Vũ, nhớ tới mỹ thực ở phố buôn bán, khoai lang khô, khoai nướng, rau xanh và đủ loại món ăn khác. Ta vẫn luôn nghe các ngươi nói về thành Huyền Vũ, chuyện này khiến ta càng ngày càng tò mò. Một giọng nữ nhàn nhạt truyền đến, Lý Tiểu Cốt nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp phát sáng, mừng rỡ hô, chị Lạc già. Đạp đạp, một người phụ nữ mặc váy da thú đi tới, cô cao hơn 1m75, đeo một chiếc mặt nạ bằng xương thú che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh da trời xinh đẹp. Năm nay, cô 27 tuổi, mang một chiếc túi da thú dài hơn một thước ở sau lưng, tính tới hôm nay thì nàng đã tới thành Thánh Dương được 3 tháng. Ngươi muốn đi đâu? Lý Nhị Cốt hơi híp mắt hỏi. Đối phương có lai lịch không rõ ràng, nhờ vào việc tiến cống 3 thanh linh khí trung cấp mới được cho phép gia nhập vào thành Thánh Dương. Lý Nhị Cốt có địch ý với Lạc Già, nhưng con gái Lý Tiểu Cốt của hắn lại nhanh chóng làm quen và chơi thân với đối phương. Ta nhàm chán cho nên đi dạo một vòng thôi. Lạc Già nhún vai, đôi mắt xinh đẹp hiện lên ý cười. Chị Lạc Già, ngươi đừng để ý tới cha ta, dạo gần đây đầu óc của hắn không được bình thường. Lý Nhị Cốt kéo tay của Lạc Già, liếc nhìn cha tựa như khiêu khích. Chương 528, chúng ta đến từ thành Huyền Vũ. Lý Tiểu Cốt, ngươi rốt cuộc là con ruột của ai hả? Lý Nhị Cốt đen mặt, suýt nữa bị chọc giận tới mức cười to. Con gái lớn rồi nên bênh vực người ngoài. Lạc Già cảm thấy hứng thú nói, ngươi có thể nói thêm những chuyện về thành Huyền Vũ cho ta nghe không? Cô đi tới thành Thánh Dương đã được 3 tháng, thường xuyên nghe thấy có người nhắc tới thành Huyền Vũ. Tất cả nhiên là được rồi, Lý Tiểu Cốt hồn nhiên đáp. Cô kéo tay của Lạc Già, giảng giải chuyện về thành Huyền Vũ sinh động như thật. Chân trời, có một chấm đen đang tới gần bị những người tinh mắt trong thành Thánh Dương phát hiện. Đó là cái gì? Dân chúng dừng chân, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời màu xám. Chấm đen kia càng ngày càng gần, hình thể cũng bắt đầu biến lớn, ngoại hình dần dần trở nên rõ ràng. Đó là hung thú. Có người hô to một tiếng, hoảng sợ chạy trốn.
Du du, tiếng ưng kêu to rõ vang dội khắp bầu trời thành Thánh Dương, hung thú công thành. Lý Nhị Cốt biến sắc, lách mình đứng trên nóc nhà, sắc mặt của hắn nghiêm túc nhìn chăm chú hung thú tới gần. Cần ta giúp một tay không? Lạc Gia nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ cách Lý Nhị Cốt không xa. Lý Nhị Cốt nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Không biết từ bao giờ mà trong tay Lạc Gia xuất hiện hai kiếm xương, mũi kiếm còn lóe hàn quang. Hắn ngưng thần nhìn một hồi, ngay sau đó đôi mắt trợn tròn, kinh ngạc thốt lên, linh khí cao cấp. Bị phát hiện rồi. Lạc Gia chớp đôi mắt màu xanh da trời, cảm thấy bất ngờ. Hai thanh kiếm xương của cô chính là linh khí cao cấp, nhưng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì người bình thường sẽ không thể phân biệt được. Thật đúng là linh khí cao cấp. Hai mắt Lý Tiểu Cốt tỏa sáng, miệng há hốc. Phải biết rằng, thành chủ thành Thánh Dương cũng không có một kiện linh khí cao cấp, mà Lạc Gia lại có tận hai cái. Rốt cuộc thì ngươi có lai lịch gì? Lý Nhị Cốt trầm giọng chất vấn. Lạc Gia cua cây kiếm xương, nhẹ nhàng nói, bây giờ không phải là lúc hỏi cái này. Hung thú sắp công thành tới nơi rồi. Ừ. Lý Nhị Cốt nghe vậy đè ép sự bất mãn trong lòng xuống, rời sự chú ý lên bầu trời. Du du, trong tầm mắt của mọi người, hung thú cực lớn đã tiến vào khoảng không trên thành Thánh Dương. Ai ra tay đây? Hắc Phát Yêu Chi Chu xuất hiện. Lý Nhị Cốt đáp với giọng khàn khàn, ngươi lên trước đi, năng lực của ngươi thích hợp chiến đấu trên không hơn. Được thôi, Chỉ Chu mặt không thay đổi đáp. Chờ đã, hình như trên lưng hung thú có người bước xuống. Lạc Gia kinh ngạc lên tiếng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lạc Gia, hai bóng dáng xuất hiện ở sau lưng hung thú rồi dương cánh bay tới gần mặt đất. Lý Nhị Cốt giơ tay lên, chuẩn bị thi triển năng lực bất cứ lúc nào. Hình như người này có chút quen mắt. Chỉ Chu chợt dừng động tác nâng mái tóc đen dài, nheo mắt lại để thấy rõ đối phương. Lý Nhị Cốt hơi ngoẹo đầu, nhíu mày lẩm bẩm, đúng là quen mắt. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Hy Bối Kỳ đập cánh, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đám đông phía dưới. Chúng ta phải đi tìm thống lĩnh của thành Thánh Dương trước, xin phép cho Tiểu Vũ hạ cánh. Nguyệt Phi Nhan suy nghĩ một lúc, khống chế khôi giáp Chu Tước chậm rãi bay xuống. À, hình như ta thấy được người quen rồi. Hai mắt của Hy Bối Kỳ tỏa sáng, nàng nhìn thấy Lý Nhị Cốt. Vì tránh né sự truy sát của người thú, cô và Mễ Á đã từng trốn vào thành Thánh Dương. Bởi vì sự xuất hiện của Lý Nhị Cốt cho nên nàng mới có thể trốn thoát một kiếp. Chính là vì lý do này mà cô gái Ma Cà Rồng có ấn tượng với cô gái này. Đã lâu không gặp, Hy Bối Kỳ đập cánh, nhanh chóng tới gần Lý Nhị Cốt. Ngươi biết ta à? Lý Nhị Cốt cau mày khó hiểu. Cha, ngươi đi ra ngoài tìm vui. Lý Tiểu Cốt hơi híp mắt. Cô suy nghĩ một chút, giọng điệu bất thiện hỏi, không đúng, nhìn cô ta chỉ trạc tuổi với ta. Chẳng lẽ cô ta là con gái riêng của ngươi? Lý Nhị Cốt co giật cơ mặt, quay người cốc đầu con gái hai cái. Cha con các ngươi thật là thú vị. Lạc Gia không khỏi bật cười. Lý Nhị Cốt nghiêm mặt, không thèm để ý sự trêu chọc của con gái và Lạc Gia. Hắn ngẩng đầu hỏi, các ngươi là ai? À, ngươi không nhớ ta sao? Hy Bối Kỳ vỗ cánh, khoanh hai tay trước người, bất mãn bĩu môi. Nguyệt Phi Nhan cũng vỗ cánh lơ lửng trên bầu trời, dứt khoát nói thẳng ý đồ đến đây, chúng ta đến từ thành Huyền Vũ, tới thành Thánh Dương để làm giao dịch, xin cho phép chúng ta hạ cánh. Người của thành Huyền Vũ, Lý Nhị Cốt và Hắc Phát Yêu chấn động tinh thần, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng. Lý Tiểu Cốt lập tức nói, nếu là người của thành Huyền Vũ, vậy thì mau xuống đây đi. Lý Nhị Cốt lườm con gái một cái, nhưng không có lên tiếng ngăn lại. Thành Huyền Vũ à? Lạc Gia yên lặng thu hồi cốt kiếm, trong đôi mắt màu xanh da trời hiện lên sự tò mò, nhìn chăm chú hai người ở trên không. Linh khí cao cấp có thể bay lượn. Đôi mắt xinh, đẹp của cô mở to, bị hấp dẫn bởi khôi giáp Chu Tước trên người cô gái tóc đỏ. Hô! Nguyệt Phi Nhan lặng lẽ thở phào một hơi. Cô lấy chiếc chuông từ bên hông ra rồi nhẹ nhàng đong đưa. Dù dù! Ưng lửa phát ra một tiếng hót vang to rõ, vỗ cánh giảm độ cao, bay về phía quảng trường thành Thánh Dương. Giải thích, Lạc Gia là tên giả của Già Lạc. Hết giải thích. Vù vù. Ưng lửa vỗ cánh đáp xuống, tới gần quảng trường trong thành Thánh Dương. Chạy mau, hung thú tới. Người dân bên trong thành Thánh Dương kinh hoàng chạy trốn. Rất nhanh, quảng trường đã không còn một bóng người. Lý Tiểu Cốt đuổi theo ưng lửa đi tới quảng trường, đối với bốn phía la lớn, không cần lo lắng,
là người của Thành Huyền Vũ tới. Ai ai ai, Thành Huyền Vũ lại tới. Mọi người đang chạy thục mạng thì dừng bước chân, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bụi đất tung bay, ưng lửa thu cánh, móng vuốt sắc bén vồ vào ổ gà lởm chởm trên mặt đất, vững vàng đáp xuống quảng trường. Leng keng, Nguyệt Phi Nhan cũng khép lại cánh khôi giáp Chu Tước, hạ xuống bên cạnh ưng lửa. Leng keng, cô lấy ra chuông lắc ra, nhẹ nhàng lắc ba dài một ngắn, đây là chỉ lệnh nằm xuống. Ưng lửa phối hợp cúi người, để cho phía sau lưng cách mặt đất một độ cao đáp xuống. Dựng bậc thang, Ngài Đức Luân đứng ở rìa lá chắn pha lê, thấy thế cất giọng hô lớn một tiếng. Vâng. Hộ vệ máy bay ưng lửa cùng lên tiếng đáp lại, hợp lực chuyển lưu ly thành cái thang, đặt nó lên mặt đất và bệ lối đi ra. Đạp đạp. Lý Nhị Cốt, Chỉ Chu và Lạc Già đi lên phía trước, cảnh giác với sự tồn tại của ưng lửa, nhưng họ lại hiếu kỳ mục đích thật sự của Thành Huyền Vũ tới đây lần này. Em gái, vừa rồi khi ở trên trời, ngươi nói Thành Huyền Vũ tới làm giao dịch sao? Lý Tiểu Cốt như quen thuộc mở miệng hỏi. Em gái. Nguyệt Phi Nhan khẽ nâng cằm, cao ngạo nói, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là chị mới đúng. Lý Tiểu Cốt sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp trừng lớn rồi nói với vẻ nghiêm túc, làm sao có thể, năm nay ta 19 tuổi. Ta 20. Đôi mắt màu đỏ của Nguyệt Phi Nhan chuyển động, cô báo tuổi của mình tăng thêm một tuổi. Hi Bối Kỳ ngoẹo đầu, híp mắt nhìn cô gái tóc đỏ, nếu như nhớ không lầm, hình như cô ấy cũng là 19 tuổi mà. Đáng ghét, ta thua rồi. Lý Tiểu Cốt hất mặt dậm chân. Cái này có gì tốt chứ? Khóe mắt của Lý Nhị Cốt giật một cái. Các bạn đang nghe chuyện Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ của tác giả Các Trùng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 529, đây là nguyên lý gì? Chỉ Chu thu hai tay vào trong tay áo, hỏi với giọng khàn khàn, cho nên, lần này các ngươi thật sự chỉ là tới làm giao dịch. Dĩ nhiên không phải vậy, đây chỉ là một chuyện trong số đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Phi Nhan nghiêm túc, để cho chính mình lộ ra vẻ thành thục không dễ chọc. Hi Bối Kỳ chống nạnh hai tay, quay đầu làm ra vẻ ông. Cụ non hô, trước tiên chuyển đồ xuống đến đây đi. Vâng. Sau lưng ưng lửa, nhân viên phục vụ đồng thanh đáp lại, xoay người đi vận chuyển hàng hóa ở khoang chứa hàng. Lý Nhị Cốt trầm giọng hỏi, ngoại trừ giao dịch, còn có chuyện gì? Nguyệt Phi Nhan tháo nón an toàn xuống, mái tóc dài đỏ rực xõa xuống. Cô buộc gọn mái tóc dài, giọng nói nghiêm túc, chúng ta hy vọng có thể cùng Thành Thánh Dương xây dựng quan hệ giao dịch lâu dài. Quan hệ giao dịch lâu dài, Lý Nhị Cốt nhíu mày. Nguyệt Phi Nhan vươn tay chỉ về hướng ưng lửa, dịu dàng nói, đúng vậy, cứ 7 ngày máy bay ưng lửa sẽ đến một lần, nó sẽ mang hàng hóa đến, cũng cung cấp phục vụ chờ người lui tới. Lý Nhị Cốt nghe vậy, nghiêng đầu liếc nhìn với Chỉ Chu. Lạc Gia nhẹ nhàng nói, thành chủ đang bế quan, việc này không cần thiết phải đi quấy rầy hắn, chúng ta quyết định là được rồi. Lý Nhị Cốt nhìn Lạc Gia một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Phi Nhan. Hắn nghiêm túc lên tiếng nói, 7 ngày giao dịch một lần cũng không phải không thể, chỉ là các ngươi muốn chứng minh như thế nào, các ngươi thật sự là đến từ Thành Huyền Vũ ư? Chuyện này đơn giản. Hàng lông mày nhỏ nhắn của Nguyệt Phi Nhan khẽ nhảy một cái. Cô cất chuông lắc, giơ tay vỗ tay, bốp bốp bốp. Sau khi vỗ tay 3 lần, một con trùng cộng hưởng lớn khoảng bàn tay bay ra từ sau lưng ưng lửa, rơi vào trên bàn tay cô gái. Ngoan, giúp ta liên hệ Mục Lương. Nguyệt Phi Nhan duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng an ủi sờ 6 đôi cánh của trùng cộng hưởng. Động tác sờ an ủi này chính là lệnh phát ra tín hiệu, đây là chỉ lệnh mà Mục Lương phát cho trùng cộng hưởng. Ba người Lý Nhị Cốt nghi hoặc nhìn, đây là đang làm cái gì vậy? Ong ong. Trùng cộng hưởng nhanh chóng vỗ cánh, 6 đôi cánh mỏng như cánh ve, tốc độ đã sắp đến mức mắt thường không thể nhìn được. Mục Lương, nghe thấy ta nói chuyện không? Nguyệt Phi Nhan chớp chớp đôi mắt màu đỏ, nàng vừa căng thẳng lại chờ mong. Khoảng cách xa như vậy, trùng cộng hưởng có thể truyền âm thanh về không? Mục Lương bảo cô mang theo trùng cộng hưởng là vì muốn thí nghiệm khoảng cách âm thanh cộng hưởng xa nhất. Không có phản ứng sao? Hi Bối Kỳ tiến tới góp mặt. Một lát sau, giọng nói của Mục Lương truyền ra từ trùng cộng hưởng, nghe thấy, các ngươi đến Thành Thánh Dương an toàn chứ? Thành công rồi. Nguyệt Phi Nhan lộ vẻ vui mừng. Hi Bối Kỳ bắt đầu báo cáo tình hình. Mục Lương, chúng ta vừa tới Thành Thánh Dương,
bây giờ đang cùng thống lĩnh thành Thánh Dương gặp mặt nói chuyện. Một bên khác, tầng 8 khu vực trung ương thành Huyền Vũ, trong phòng làm việc cung điện. Mục Lương dùng một ngón tay nâng trùng cộng hưởng cái lên, nghe Hy Bối Kỳ báo cáo lại tình huống. Sắc mặt của anh kinh ngạc, âm thanh cộng hưởng truyền về từ thành Thánh Dương chỉ trễ trên dưới 5 giây. Mục Lương, tình huống đại khái chính là như vậy. Hy Bối Kỳ hồn nhiên báo lại tình huống. 5 giây sau, giọng nói lãnh đạm của anh lại vang lên lần. Nữa, ta là thành chủ thành Huyền Vũ, có vấn đề gì có thể hỏi ta? Lòng Lý Nhị Cốt run lên, giọng nói quen thuộc này chính là của thành chủ thành Huyền Vũ. Ban đầu ở bên ngoài thành, thành chủ Thánh Dương đã chiến đấu với thành chủ thành Huyền Vũ, hắn nhớ rõ giọng nói của anh. Đây là nguyên lý gì vậy? Lạc Gia trừng lớn đôi mắt đẹp màu xanh da trời, ngạc nhiên trước sự thần kỳ của trùng cộng hưởng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hung thú có thể truyền lại âm thanh. Lý Nhị Cốt không kiêu ngạo không tự tin nói, các hạ thành chủ, thành Thánh Dương đồng ý thiết lập quan hệ giao dịch lâu dài với thành Huyền Vũ. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau 5 giây, giọng của Mục Lương bình tĩnh truyền ra, các ngươi cũng có thể tới thành Huyền Vũ nhìn một chút, tự mình chọn lựa hàng hóa cần thiết. Cha, ta muốn đi. Đôi mắt đẹp của Lý Tiểu Cốt tỏa sáng lấp lánh, vội vàng lên tiếng. Lý Nhị Cốt liếc nhìn con gái một cái, như có điều suy nghĩ. Phi Nhan, Hy Bối Kỳ, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Giọng nói của Mục Lương lại vang lên lần nữa. Nguyệt Phi Nhan gật đầu, được. Hy Bối Kỳ vỗ ngực một cái, hồn nhiên nói, giao cho chúng ta. Đến tận lúc này, lần đầu tiên trò chuyện với khoảng cách rất xa kết thúc. Nguyệt Phi Nhan ngước mắt nhìn về phía Lý Nhị Cốt, thương lượng nói, các hạ, chúng ta còn hy vọng có thể mở ra quầy bán vé thuộc về máy bay ưng lửa ở thành Thánh Dương. Quầy bán vé? Lý Nhị Cốt nghi hoặc, đây là cái gì? Máy bay ưng lửa cũng phục vụ chở người, mỗi lần cưỡi đều cần mua vé, mà chỗ bán vé chính là quầy bán vé. Nguyệt Phi Nhan giải thích, cô dừng lại một chút, nói bổ sung, hiện tại chúng ta đã hợp tác với thành Phi Điểu rồi. Lý Nhị Cốt và Hắc Phát Yêu liếc nhìn nhau, gật đầu, biểu thị đồng ý. Chỉ Chu khàn khàn nói, chuyện này không thành vấn đề. Cảm ơn các hạ đã phối hợp. Nguyệt Phi Nhan thầm thở phào, chờ xây xong quầy bán vé, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Lý Tiểu Cốt giữ chặt tay cánh tay của cha, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, bướng bỉnh nói, cha, ta muốn đi tới thành Huyền Vũ. Ngươi đến thành Huyền Vũ làm cái gì? Lý Nhị Cốt nhíu mày tức giận nói. Tất nhiên là giúp thành Thánh Dương chọn lựa hàng hóa cần dùng nha. Lý Tiểu Cốt chắp hai tay sau lưng, giả vờ giả vịt nói, nếu muốn hợp tác lâu dài, thành Thánh Dương cũng phải có nhân tài đi tới thành Huyền Vũ bên kia chứ. Chỉ Chu gật đầu đồng ý, có đạo lý. Ánh mắt Lạc Già lấp lóe, giọng nói nhẹ nhàng hưởng ứng. Lý Nhị Cốt nghiêm mặt phản bác, chuyện đó cũng có người khác rồi, không cần ngươi đi. Cha, nếu ngươi không để cho ta đi, vậy ngày nào ta cũng đến đòi ngươi. Lý Tiểu Cốt hai tay chống nạnh, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Lý Nhị Cốt nhất thời cảm thấy nhức đầu. Cha, để cho ta đi đi. Lý Tiểu Cốt thay đổi sách lược, đôi mắt đẹp xoay chuyển, đong đưa tay của cha làm nũng. Được được được, ngươi đi, đi. Da mặt Lý Nhị Cốt rút rút, chịu không được con gái ở bên người làm nũng. Hi hi, cha là tốt nhất. Lý Tiểu Cốt lập tức vui vẻ ra mặt, trở mặt như lật sách, cười tươi như hoa nói, ta sẽ mang khoai lang chiên trở về cho ngươi. Khoai lang chiên, chúng ta đã mang đến rồi, Hy Bối Kỳ thanh thúy nói. Phía sau cô, nhân viên phục vụ đang đem từng hòm hàng hóa chuyển xuống máy bay ưng lửa, sau đó đặt trên quảng trường nhỏ. Đội hộ vệ thì đứng ở một bên bảo vệ, điều này đã làm cho người ngoài khiếp sợ. Trên thực tế, có ưng lửa bảo vệ ở một bên, không ai dám không muốn sống đi lên cướp. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường nhỏ đã chất đầy tất cả các hòm gỗ lớn nhỏ và túi gia thú, bên trong đó chứa khoai lang, hoa quả, các loại rau xanh. Nhân viên phục vụ mở hòm gỗ, lộ ra hoa quả và rau xanh tươi mới. Hoa quả, Lý Nhị Cốt hít một hổ, đôi mắt trừng lớn. Chỉ cần 6 viên tinh thạch hung thú sơ cấp trung đẳng là có thể mua được hoa quả. Ngài Đức Luân vỗ cánh, cất giọng hô to, hấp dẫn mọi người tiến lên giao dịch. Chương 530, chủ yếu bán số lượng. Giá cả hoa quả tăng lên một viên tinh thạch hung thú so với ở phố buôn bán, đó là bởi vì nguyên nhân giao hàng đến nhà. Rẻ như vậy, Lý Nhị Cốt lại sững sờ. Cha, ta muốn mua một sương.
Lý Tiểu Cốt xông lên trước, tay nhỏ trực tiếp vung lên, ném ra một túi tinh thạch hung thú. Nhân viên bán hàng mở túi da thú ra, đếm kỹ tinh thạch hung thú, sau khi xác định số lượng không có vấn đề gì mới cho phép Lý Tiểu Cốt mang hoa quả đi. Vì sao hoa quả lại rẻ như vậy? Lạc Già khẽ nhếch môi hồng. Cô bị giá bán hoa quả làm cho kinh động. Bởi vì hoa quả là do Thành Huyền Vũ tự mình trồng, Hy Bối Kỳ thuận miệng giải thích một câu. Chỉ có thể nói Mục Lương theo đuổi kế hoạch lời ít chủ yếu bán số lượng, Thành Huyền Vũ có rất nhiều hoa quả, mà giá bán cố định quá cao thì rất khó bán được hết tất cả. Hơn nữa, luôn chỉ có một nhóm nhỏ là người thật sự mua hoa quả với giá cao, tinh thạch hung thú kiếm được chỉ có thể ngày càng ít. Thành Huyền Vũ có vườn trái cây sao? Lạc Gia chấn động trong lòng. Ta lại mua 2 dương hoa quả nữa. Lý Nhị Cốt áp sát tới. Có muốn khoai lang đỏ và khoai lang chiên không? Nhân viên phục vụ tươi cười chào đón. Muốn. Lý Nhị Cốt tài đại khí thô nói. Khoai lang chiên lần trước hắn mua đã sớm ăn hết, đã 2 tháng trôi qua rồi. Nhân viên phục vụ động tác nhanh nhẹn, cầm sổ ghi lại số lượng, vừa mở miệng nói, chúng ta còn có rau xanh, nước, lá trà tinh thần. Ta đều muốn. Lý Nhị Cốt chỉ hơi suy tư chút, lập tức lấy ra tinh thạch hung thú. Ta cũng muốn khoai lang chiên. Chỉ Chu đi lên trước, bị hàng hóa rực rỡ muôn màu hấp dẫn. Nhân viên phục vụ mỉm cười hỏi, được, muốn bao nhiêu? 5 dương. Chỉ Chu bình tĩnh nói. Lạc Gia liếc nhìn đám người đi qua tụ tập, lại nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyệt Phi Nhan. Cô nhỏ giọng hỏi, em gái, linh khí ở trên người ngươi là do ai luyện chế vậy? Nguyệt Phi Nhan vung linh khí lên, kiêu ngạo khoe khoang nói, là do thành chủ của chúng ta luyện. Thành chủ của các ngươi là linh khí sư cao cấp sao? Lạc Gia kinh ngạc lên tiếng. Tất nhiên rồi. Nguyệt Phi Nhan gật đầu. Ánh mắt màu xanh lam của Lạc Gia lấp lóe, nàng lại hỏi, vậy thành chủ đại nhân các ngươi là họ Phong hay là họ Chí? Đều không phải, thành chủ chúng ta tên là Mục Lương. Nguyệt Phi Nhan cảnh giác nhìn về phía Lạc Gia. Hình như nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú đối với Mục Lương. Như vậy ư? Lạc Gia cau mày đẹp lại, thành chủ Huyền Vũ không phải là Chí trưởng lão và Phong trưởng lão ư? Nguyệt Phi Nhan nhìn chằm chằm Lạc Gia, âm thầm nhớ kỹ điểm đặc trưng trên người đối phương. Chỉ cần người quan tâm hơi tìm hiểu một chút về Thành Huyền Vũ thì mọi người đều có thể nghe đến, nhưng cũng không có ai sẽ đặc biệt hỏi tới vấn đề tên họ. Hô hô, trên không trung, gió thổi vù vù, dưới tầng mây u tối, có chỉ phi ưng vỗ cánh bay lượn. Sau lưng phi ưng, từng tiếng lẩm bẩm vang lên. Thành Huyền Vũ, Thành Huyền Vũ. Phi ưng há mồm nói tiếng người, giọng nói rõ ràng là của Lan Đế. Mễ Á ngồi xếp bằng, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi, đôi mắt màu đỏ nhìn về phía mặt đất. Cô lạnh nhạt mở miệng, Lan Đế, ngươi nhìn thấy Thành Huyền Vũ chưa? Chưa thấy. Lan Đế lắc đầu. Mễ Á run tay mèo, vươn tay vỗ nhẹ cổ của phi ưng, cao giọng nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới trước xem sao. Lan Đế nghe vậy vỗ cánh mạnh hơn, gia tăng tốc độ lần nữa, bay về phía đường chân trời. Các cô là người dẫn đường được ốc đảo phái ra, nhiệm vụ là chỉ dẫn phương hướng cho ốc đảo. Lan Đế bay được nửa giờ, đôi mắt ưng màu hổ phách có phát hiện. Mê Á, hình như ta nhìn thấy Thành Huyền Vũ rồi, có điều. Nó quá lớn. Giọng điệu của cô ấy tràn ngập sự không dám tin. Ở đâu? Mê Á ló đầu ra ngoài, nhìn về phía xa. Rất nhanh, cô gái tai mèo cũng nhìn thấy cự thú khổng lồ đang di động. Cô suýt nữa không nhận ra được, cho đến khi nhìn thấy bức tường lưu ly và trà thụ tinh thần cực lớn thì mới xác định đó là Thành Huyền Vũ. Lại lớn hơn nữa rồi. Đôi mắt màu đỏ của Mễ Á trừng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, rùa đen giống như một khối đại lục biết đi. Như vậy cũng quá lớn rồi. Lan Đế không khỏi thốt lên, tiết tấu vỗ cánh suýt nữa bị xáo trộn. Trên mặt đất hoang vu, một con hung thú khổng lồ tựa như bình nguyên bước về phía trước, càng đến gần càng có thể nghe được tiếng bước chân như sấm vang của nó. Mễ Á có chút ngồi không yên, giọng điệu khó mà tin được thốt lên. Chưa đầy một tháng mà biến hóa cũng quá lớn rồi. Lan Đế vỗ cánh cẩn thận tới gần, hai người càng tiếp cận thì càng không dám tin tưởng. To hơn gấp 10 lần, Mễ Á gian nan mở miệng. Bây giờ, chúng ta đi xuống. Không, Lan Đế bay tới gần bức tường lưu ly. Mễ Á suy nghĩ một chút, nói khẽ, ngươi đưa ta xuống trước rồi đi thông báo Tam trưởng lão. Được, Lan Đế lao xuống dưới, tới gần Sơn Hải Quan đang di động. Đội trưởng,
có hung thú tới gần. Trên tường thành Sơn Hải Quan, thành phòng quân đang tuần tra hô lớn một tiếng. Vệ Cảnh nghe vậy bước nhanh từ trong thành lầu ra ngoài, lấy kính viễn vọng nhìn lên bầu trời. Hắn kinh ngạc lên tiếng, sau lưng hung thú có người, dáng dấp có chút quen mắt. Đội trưởng, chúng ta có công kích không? Thành phòng quân đã chuẩn bị sẵn sàng, nỏ quân dụng đã hướng lên trời, nhắm chuẩn Phi Ưng đang bay lại gần. Sau lưng Phi Ưng, Mễ Á vội vàng hô to, đừng công kích, ta là Mễ Á. Đối diện với từng chiếc nỏ quân dụng trên tường thành, cô sợ tới mức tim đập liên hồi. Nếu như bị công kích, cô và Lan Đế chắc chắn bỏ mạng ở chỗ này. Là tiểu thư Mễ Á. Lúc này, Vệ Cảnh đã nhận ra cô gái tai mèo. Hắn vội vàng giơ tay ra lệnh, cảnh giới, không được phép công kích. Ồ! Lan Đế và cô gái tai mèo nghe vậy thở phào một hơi, yên tâm tiếp tục tới gần Sơn Hải Quan. Một phút sau, hai người thành công hạ cánh bãi đáp trước Sơn Hải Quan. Tiểu thư Mễ Á, Vệ Cảnh từ trên cổng thành đi xuống, bước tới nghênh đón. Hắn nhận biết cô gái tai mèo, khi hắn tới khu vực trung ương để báo cáo công tác thì đã gặp cô ấy vài lần. Mễ Á lễ phép gật đầu chào hỏi. Cô nghiêng đầu nói với Lan Đế, ta đi gặp Mục Lương, ngươi mang tin tức về cho các trưởng lão. Không thành vấn đề. Lan Đế gật đầu, quay người vỗ cánh phóng lên không trung, bay vòng lại đường cũ. Ta có thể vào thành chứ? Mễ Á quay đầu nhìn về phía Vệ Cảnh. Vệ Cảnh đưa tay ra hiệu nói, mời vào. Cảm ơn. Cô gái tai mèo khẽ gật đầu, cất bước băng qua Sơn Hải Quan, đi vào phố buôn bán đã hoàn toàn biến dạng. Nơi này biến hóa thật sự rất lớn. Mễ Á khẽ nhếch đôi môi hồng, dừng bước nhìn quanh phố buôn bán. Cô tiếp tục đi về phía trước, bước chân vô thức trở nên chậm hơn, quan sát sự biến hóa của phố buôn bán. Phố buôn bán vốn dĩ chỉ có một con đường, bây giờ đã biến thành hai, đường đi cũng trở nên rộng mở và dài hơn. Trước mắt nên đi tìm Mục Lương. Mễ Á thở nhẹ một hơi, tìm được úng thành quen thuộc, bước nhanh tới trước. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Ta xây ra viên trên lưng huyền vũ của tác giả Các Chủng Khống tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.